Ok các bạn, hôm nay mình sẽ hồi sinh con FZ150 của mình để đi một cái tour tiền trạm. Thật ra là mình tính đi một mình, nhưng mà rủ anh em theo đi cho vui. Mỗi người sẽ có một cái trách nhiệm riêng của họ. Giống như các bạn đi trên đường gặp một nhóm, các bạn tham gia vào thì những gì cái nhóm nó làm nó không liên quan gì tới mình hết. Mặc dù là có liên quan xí về cái mối quan hệ. Thì hôm nay mình đi tiền trạm, tôi cần giờ chuẩn bị sắp tới mình sẽ tổ chức một cái tour nhỏ khoảng 10 người đi cắm trại camping ở Cần Giờ. Mình hứa là mình sẽ tổ chức tour cho các bạn đi nhưng mà đông một phát, giãn cách chỉ từ 16. Thì hôm nay mình sẽ đi tiền trạm thử những cái nơi mà ở Cần Giờ có thể cắm trại. Thì cân nhắc trước cho các bạn trước khi xem là nếu các bạn không thích gì đó về tốc độ, không thích về racing boy, không thích về những cái pha biểu diễn mô tô thì tốt nhất là các bạn nên ngưng, không nên xem video tiếp theo ha. Và trong video này những cái gì mà nó chuẩn bị diễn ra là do những người có kinh nghiệm, họ sống chết vì cái nghề của họ, họ đã quá giỏi trong lĩnh vực đó rồi, thì yêu cầu các bạn không làm theo, tránh gây nguy hiểm cho mình và những người xung quanh. Ok, thì theo như cái tính chó má của mình á là mình sẽ mặc giáp, nhưng mà mình mặc giáp lên rồi thì tự nhiên cái ngồi lên mấy con xe mạnh mạnh á, cái nó máu nó giống như cái kiểu là các bạn á hả, trong túi có tiền thì đi ra ngoài ăn sẽ không nhìn giá, thì khi mà mình mặc giáp leo con xe mạnh thì mình cũng sẽ không nhìn tốc độ, mình cứ thế mà nài theo cái sự phấn khích thôi. Cho nên quyết định sẽ không mặc giáp để kiềm hãm bớt cái sự nông nổi của mình lại. Thật ra nói cho hoài vậy thôi chứ leo lên xe rồi thì những gì mình nói quên hết trơn à. Giờ đi tour á, cái gì không mang chứ mà khẩu trang là phải mang. Dành cho các bạn chưa biết thì con này mình đã lên Sparky rồi. Đây Sparky của mình, nhấn vô mở lên. Thì do cái này nó đang không phải là zin á, mình chỉ gắn tạm thôi, mình chưa có làm kỹ lại, do xe này đang là test á. Rồi ok, lên được. Go! Phân khích quá các bạn. Lâu lắm 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 luôn rồi mới được ngồi trên con này, nhưng mà mình quên mất một điều tiên quyết các bạn. Cái điều này là cái điều quan trọng nhất mà không thể thiếu ở mỗi tour à. Điều này rất là quan trọng. Đưa anh 2 triệu coi. Phải cầm theo tiền. Thật ra cầm theo tiền để làm gì? Ăn uống, đổ xăng, sửa xe hư dọc đường, hoặc là ở nhiều khi có những cái tình huống cần cấp thì mình phải dặn túi được 500 triệu cho vấn đề ví dụ công an giao thông hay là gì đó thì đóng phạt tại chỗ lấy xe về liền. 2 triệu nhanh kiểm tra đủ nha. Đó, 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 từ từ từ, có camera nè mày. Có camera nè, camera nè, 2 nè. 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 rồi, ok nha. Anh em mình nó phải vậy các bạn. Để nhiều khi nó hụt 200 cái lại mất tình nghĩa anh em nữa. Rồi, let's go. Con này hiện tại thì nó vẫn đang hơi ồn, mặc dù là bô mình đã gắn tiêu, nhưng mà do máy 62 á thì cái dàn hơi nó rất là tốt, nên các bạn gắn bô gì vô nó cũng ồn vậy đó. Lên đường. Hello các bạn, thì hiện tại mình đang gặp một cái vấn đề, đang đi thì tự nhiên giờ cái xe đề hết lên à. Rồi qua đây gặp bạn chút xíu thì bây giờ nó bị lỗi nọ. Đây là cái lý do mà các bạn đi chơi xa mà đi xe độ á, là nó sẽ có một cái mối lo ngại khác. Sướng càng nhiều á thì sẽ ăn hành càng nhiều đó. Bây giờ thì mình không biết làm sao để nổ cái máy xe con này lên. Xe zin đó thì mình còn biết là ấy, còn xe độ này thì nó liên quan tới con ISU á. Giờ đề nó hấp lên, nãy giờ mình làm mọi cách nhưng mà với cái trình độ của mình thì vẫn không thể nào mà xử lý con này được. Tại nó là xe độ, liên quan tới con ICU độ. Thì hôm bữa nó bị lần rồi, đã fix xong hết rồi. Thì tự nhiên giờ gặp, giờ không biết sao. Mình có gọi người qua chở nó về rồi. Cũng may là còn ở trong Sài Gòn, không là quay quay rồi. Chắc là nhờ anh Ráp này anh đẩy cho đoạn. Anh ơi, cái xe em đang có tí trục chặt, anh giúp em đẩy một đoạn được không? Đẩy cho nó nổ hả? À dạ, ok em cảm ơn anh. Không biết là bao giờ mới qua đây, nãy giờ cũng 30 phút rồi. Có đồng đội các bạn ơi, bạn biết ai mà đúng không? Chả biết nó bị gì luôn á. Xe đi ngon.
ngon thiệt á, nhưng mà một khi nó ăn nó dính lỗi á là không ai sửa được ngoài cái người mà làm xe đó. Cho nên làm BRT thì mình chạy qua BRT để làm luôn. Thấy không? Ok các bạn, mình đã về thay xe rồi đây. Giờ đi ra phà luôn đúng không? Tranh thủ đi chứ để hồi nó mưa các bạn. Thì tụi mình đang nghỉ ngơi chút xíu đợi xe bốn bánh lên thì đói quá. Hiện tại ngay thời điểm mà lúc mà mình đang quay video này á là chỉ có những cái resort người ta mới mở cửa người ta bán, chứ còn đại đa số là sẽ chưa có bán cái gì để các bạn ăn. Đặc biệt là cái chợ Hàng Dương thì vẫn chưa có bán gì, chợ hải sản vẫn chưa có bán gì. Ra nếu mà các bạn có đi tour chơi vui một mình á thì có thể mua đồ ăn theo ha, mua ổi mì thôi là chơi được rồi. Thì tụi mình mua KFC. Hello anh Quang. Hello. Đó. Giờ chờ ha, mới vừa hết cái ngắt vậy ha. Ông lực. Làm gì? Tao không lực ở ngoài còn giờ đó. Ủa, ông đâu đó? Hả? Nhà đó hả? Ông mở cái hội quán ở ngoài á. Hội quán hả? Hội quán ngay chỗ đường tắc xuất, đầu đường tắc xuất luôn. Đầu đường tắc xuất hả? Đi đó này không? Ông đi tiền trạm. Ủa, đi tiền trạm tôi nào nữa? Tôi sắp tới hả? Ừ, tính tổ chức tôi nhỏ nhỏ, 10 người. À. Tắc xuất hả, đường tắc xuất? Đúng rồi, ngay ngã tư tắc xuất với đường sát luôn. Ok, ok. Đi để trễ. Rồi, ok anh. Ok các bạn, thì đây là chợ Hàng Dương nè. Thì chợ là bắt đầu mở cửa rồi. Có chỗ bán, có chỗ không. Nhưng mà có một cái chỗ mà các bạn sẽ không đi được. Đó là cái chỗ mà người hay ngồi ở đây.
thì các bạn có thể mua đồ ăn và kiếm cái chỗ nào đó. Bây giờ mình đang đi kiếm chỗ nè. Ồ, ủa đây qua không được hả chị? Không. Ở đây tụi em chạy xe qua được không? Không, đường này không được, em ơi, em chạy lại, em chạy thẳng lên. Dạ rồi, chắc là tụi em lộn đường nữa rồi. Chạy thẳng lên 34 á. Dạ. Dạ. Em cảm ơn nha. Dạ. Ok, cắm đây đi. Đây tha hồ rồi. Đâu anh ác quá vậy? Đưa vô đây xem quay đầu. Trời, các bạn nhìn vậy thôi chứ quay đầu con này là một cực hình, rất là cực hình luôn. Quay đầu coi. Lên luôn. Thôi. Không cho ra. Nó rào rồi, nó hết cho ra rồi. Quay lại. Xong rồi. Còn một điểm nữa là trên đường về. Hello các bạn, hôm nay là chủ nhật. Hiện tại là chỉ có Cần Giờ là các bạn được đi chơi thôi. Nếu như các bạn có đi Cần Giờ vào một cái dịp nào đó thì nên đi thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật nên ở nhà đi. Đi cực lắm các bạn ơi. Nãy giờ mình vô được tới trong này là mất nửa tiếng đồng hồ. Từ ngoài kia đi vô đây chưa được 200m, mất nửa tiếng để ngồi chờ. Nóng mà nó đông, mà đông như vậy thì hơi nguy hiểm. Nên các bạn cân nhắc ha. Ở đây cứ nhích xíu. Đó, người ta nhích thì mình cứ nhích, cứ vậy hoài đó. Ôi, cho em ra. Anh đợi 1 tiếng chứ anh? Anh đợi 1 tiếng để được lên đây không? Một tiếng mấy mới được lên đây hả? Hồi nãy em đi qua là gần 3 tiếng. Trời, gần 3 tiếng để đi qua. Rồi mất gần tiếng mấy để đi về. Trời đất ơi. Ok các bạn, thì đợt này là mình đi Tiền Trạm và mình bắt đầu sẽ tổ chức tour. Tổ chức ở đây có nghĩa là mình sẽ cố gắng làm sao để làm một người leader đi Tiền Trạm những cái chuyến đi level 1, level 2, level 3 để tổng hợp những cái bạn cả fan và cả những người đam mê phượt và cả nhiều người khác mà muốn giải trí, muốn xả stress vào cuối tuần hoặc là giữa tuần, thì mình sẽ cố gắng làm sao để thực hiện cái lời hứa mà mình đã hứa khi mà những ngày đầu tiên mình tham gia vô câu chuyện đi phượt. Mình sẽ cố gắng tổ chức tour cho các bạn đi chơi. Tour của mình là không phải là tour leader kinh tế, không phải là tour guide, cũng không phải là một cái gì đó để mà như một cái vấn đề kinh doanh. Mình chỉ đơn giản đến đó, thấy chỗ đó đẹp, mình sẽ lên bài lịch trình chuyến đi, cái thứ những gì cần chuẩn bị, nghĩa là leader, để gom các bạn lại đi chơi cho nó vui. Thông tin chi tiết mọi thứ về tour thì các bạn nên, nếu các bạn muốn đi tour vui á mà không tốn nhiều tiền á, thì các bạn có thể tham khảo vào cái group của mình. Để mình tổ chức tour thì mình sẽ đăng lên đó đầu tiên, và tất cả những cái thành viên mà mình sẽ ưu tiên, tại vì tour mình sẽ giới hạn thành viên nha, thì mình sẽ đăng lên group. Mình đã đi về hết rồi, tour Cần Giờ được rồi, thì các bạn nhớ đăng ký để đón xem tour Cần Giờ của tụi mình nha, 13 người. Mà nếu các bạn lỡ tour này rồi, muốn tour sau mà các bạn muốn đi á, thì có thể đăng tham gia vô group. Khi nào mà mình có tour thì mình sẽ đăng lên đó nha. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn ở một video sau. Bye bye.